Xin chào tất cả mọi người. Cảm ơn mọi người đã cùng bước chút thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto. Trong video ngày hôm nay, em đang gửi tới mọi người một sản phẩm, đó chính là mặt máy đầy đủ của Taco Toller 7 tạ rưỡi nha anh em nhé. Ngày hôm nay là em sẽ chuyển tới anh khách là một mặt máy này và một gioăng mặt máy luôn. Đó. Đây là cái mặt đầy đủ. Vì sao lại nói là mặt đầy đủ? Bởi vì là với cái mặt rỗng thì thứ nhất là nó sẽ không có cò. Đây chúng ta sẽ gọi là cò mổ này, ống sáo. Đấy. Còn ở mặt đầy đủ này thì chúng ta về chỉ việc lắp thôi. Tất cả này, cò này, ống sáo này. Đấy. Đầy đủ hết rồi. Hàng OEM anh em nhé. Em có thể nhìn được rất là chất luôn. Sẽ quay như này để cho anh em nhìn bên trong nhé. Đấy, chúng ta đây là cái ký hiệu máy của nó này anh em này. Anh em quan tâm tìm hiểu tư vấn về sản phẩm thì hãy liên hệ với em theo số 0769086333. Hỗ trợ tư vấn lắp đặt thay thế tại gara ô tô BMT, số liên hệ là 0856727222. Rất là cảm ơn mọi người, hẹn gặp lại mọi người trong những video kế tiếp nhé.